Mới đây thì nhiều sự chú ý chia sẻ những hình ảnh về một con bò có tới 5 chân và chủ nhân của nó chính là một đôi vợ chồng bác nông dân ở Bình Định. Con bò mẹ trong đàn sinh nở được một con bê con. Nhìn kỹ thì thấy bác nông dân thấy ngoài 4 chiếc chân bình thường thì ở phần bụng bên phải của nó có thêm một chiếc chân nữa trông rất kỳ lạ. Vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy con bò có 5 chân nên hai vợ chồng khá lo lắng. Còn có ý định sẽ nhờ bên thú y phẫu thuật cắt bớt cái chân thừa để sau này có thể bán chú bò như bình thường. Tuy nhiên thì sau đó bác nông dân đã suy nghĩ lại và cho rằng thời sinh sau thì để vậy, hơn nữa thì nếu đây là một điểm may mắn thì gia đình mình thì sao? Quả thực nhờ chú bò 5 chân này mà vợ chồng bác nông dân bỗng dưng được nhiều người biết đến. Ai cũng tò mò muốn tìm hiểu trực tiếp xem nó như thế nào. Theo quan sát thì ngoài việc có thêm chân ở bụng ra thì chú bò này không có gì khác so với những đồng loại của mình. Khi được hỏi về dự định sẽ làm gì với con bò 5 chân này, bác nông dân trả lời rằng sẽ để nuôi và nếu ai muốn mua thì bác sẽ bán với giá 1 tỷ đồng, cho rằng mức giá này quá cao và có một số ý kiến cho rằng con bò 5 chân thì cũng có những lợi ích không khác gì mấy so với những bình thường. Vậy nên việc tìm được khách nào chịu bỏ 1 tỷ đồng ra để mua chú bò này quả là một điều khó khả thi.